hôm qua ngày 15 tháng 9, Sở Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Cần Thơ có cuộc họp giao ban trực tuyến với lãnh đạo, Ủy ban Nhân dân các quận huyện, xã phường thị trấn nhằm đánh giá những kết quả đạt được cũng như những mặt còn hạn chế trong công tác phòng chống dịch nhằm tìm ra nguyên nhân và các biện pháp khắc phục. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trần Diệc Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Cần Thơ cho rằng, mặc dù số ca mắc trong cộng đồng có chiều hướng giảm dần so với trước, nhưng mấy ngày qua lại xuất hiện những chùm ca mắc mới tại quận Ninh Kiều, Thốt Nốt. Cùng với đó, chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng từ ngày 9 tháng 9 đến nay, theo đánh giá là không đạt yêu cầu, khiến cho công tác phòng chống dịch nói chung, chiến lược bóc tách F0, làm sạch địa bàn bị ảnh hưởng khá lớn. Bây giờ lực lượng đi lấy mẫu dư. Công sức lấy mẫu một ngày có thể là lấy là 40-50 ngàn mẫu là đáp ứng được. Nhưng mà bây giờ ở trên này là không đảm bảo để phân tích để chạy. Mà trong khi đó là máy móc mình rất nhiều. Mình là chạy không chạy được. À, rồi đó là chỗ CDC thì là có bị sự cố bị trục trặc kỹ thuật. Do đó là phải chậm mất mấy ngày nữa. À, do đó thì cũng đây thì cũng là phải đã nói mình nêu ra để mình rút kinh nghiệm các anh chị. Mình còn 2 ngày nữa chiến dịch. Mà 2 ngày chiến dịch nữa bây giờ tôi cho rằng là coi như chứ mình không đạt yêu cầu. Không đạt yêu cầu đặt ra là bây giờ lấy mẫu test toàn dân là trong vòng là 8 ngày, 9 ngày. Bây giờ còn 2 ngày nữa hết chiến dịch rồi. Mà bữa nay lấy là mới có 1/3 à. Theo Sở Y tế, từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9, các quận huyện đã lấy mẫu xét nghiệm cho 253.000 hộ với 711.492 người. Trong đó lấy mẫu PCR là 404.865 người, test nhanh là 306.636 người. Kết quả ghi nhận 194 mẫu nghi dương tính. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm toàn dân, số lượng mẫu real-time PCR gửi về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố tăng đột biến. Do vậy, mặc dù đã có sự chủ động và nhiều cố gắng, nhưng công suất và năng lực chạy mẫu vẫn còn chậm, ảnh hưởng đến thời gian trả kết quả xét nghiệm. Báo cáo các anh chị thì tất cả các công suất mà dự kiến ở trong cái thành phố thì coi như là năng suất khoảng 7.810 mẫu đơn PCR trên một ngày. Tuy nhiên đó thì thực tế là thấp hơn do các cơ sở mới triển khai chạy thăm dò nên cái số mẫu nhận thấp. Ví dụ như một số cái đơn vị cũng mới được cái cấp giấy, ví dụ như là SIS rồi Bến Đức Hòa Hảo, rồi hai xe lưu động thì coi như là dự kiến hai xe lưu động thì khoảng là 2.000 mẫu trong một ngày. Tuy nhiên tới ngày 12 thì mới bắt đầu triển khai được và coi như là cũng có cái số mẫu thực tế chạy cho đến bây giờ đó thì coi như là một ngày cũng chỉ khoảng là 1.268 mẫu thôi so với cái dự kiến là 2.000. Và một số cái cơ sở thí dụ như của sở khoa học, trung tâm ứng dụng của sở khoa công nghệ đó thì lúc đầu cũng chạy cũng còn thấp, thì cái số lượng thì nó cũng chưa có đạt theo cái dự kiến. Và kèm theo thì gần đây thì bệnh viện phụ sản cũng hàng ngày tham gia khoảng 600 mẫu thì cũng bị phong tỏa, do đó cũng gặp khó khăn trong vấn đề mà gửi mẫu. Theo quan điểm tôi là phải tập trung vô là cái nguy cơ cao, rất cao, dùng nguy cơ cao đấy để mà chúng ta tìm cái F0 này, khẳng định ra để chúng ta tách ra khỏi cộng đồng, thì chúng ta phải dồn lực vô để mà chúng ta trong 2 ngày còn lại thì khoảng được 14.000, nghĩa là mẫu thì chúng ta được khoảng 140.000 mẫu đơn đấy, gộp đó là chúng ta tính gộp là 140.000, còn đơn đó là khoảng 14.000. Trong 14.000 này thì chúng ta sẽ tập trung làm sao mà cho cái khu nguy cơ rất cao và nguy cơ cao. Còn cái đối tượng mà nguy cơ là cái vùng xanh á, bởi vì tôi đánh giá là chúng ta có chạy đi nữa thì chúng ta phát hiện rất rất ít. Bình thường chung chỉ là có 0.05 mà. Hôm nay nữa thì nó cái tỷ lệ nó rất là ít. Nhằm tầm soát bóc tách hết F0 ra khỏi cộng đồng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Cần Thơ và các quận huyện đã chuẩn bị nguồn nhân lực tập trung cho chiến dịch xét nghiệm lần này. Tuy nhiên năng lực chạy kết quả lấy mẫu của đơn vị chức năng thành phố lại không đáp ứng kịp. Vì vậy, lãnh đạo thành phố yêu cầu làm rõ những nguyên nhân khách quan và chủ quan để có sự chấn chỉnh kịp thời, góp phần vào thắng lợi của công tác phòng chống dịch trên địa bàn.